Và đây là cái sản phẩm mà cái dạng đây là da cá đuối. Đây là một cái loại da mà nó rất là hot trên thị trường đồ gỗ hiện nay. Và để gia công được cái dạng da này á, thì chúng ta sử dụng dòng máy cán vân gỗ SMBI 650DGB. Ở cái dòng máy này á, thì nó có thể cán vân được trên hai mặt của phôi. Và với trang bị đường kính rulo lớn kết hợp với nguyên lý gia nhiệt bằng điện trở nhiệt, nên nó giúp cho tạo nên vân gỗ có độ sắc sảo và thẩm mỹ rất là cao. Ngoài ra, để đáp ứng tốt cái loại vân mà khách hàng mong muốn, thì chúng tôi có thể đặt nhà sản xuất gia công ra cái trục có cái loại vân như mong muốn của các bạn.